chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Để nói đầu tiên, Cù Lao Chung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay tiếp tục đi ăn bờ ngủ bụi nữa nha cả nhà. Hôm nay bên em mình đi thử thách chiến 24 giờ trên bờ nha cả nhà. Thì vừa dưới sông lên anh em mình tiếp tục lên bờ. Lên bờ anh em mình săn bắt cái gì, ăn cái nấy nha cả nhà. Cả nhà xem anh em mình sẽ làm cái gì nha. Bữa nay quay mới về, luôn. Quay về với tuổi thơ. Thời mà còn như tắm mưa á, để long nhong á, mình nhỏ cái mình làm cái đó đó. Không có cái, bây giờ mình không có cám nha cả nhà. Mình giờ quê mình giờ hết bán cám rồi. Anh em mình sẽ chặt ổ mối đi. Ừ, ổ mối. Với làm sao giờ đâu có cám đâu mà làm. Để coi anh em mình bắt con gì nha cả nhà. Thôi giờ anh em mình dừng liều trước đây ra. Che cái miếng bạc lên đi. Ok. Đây. Đầu tiên thì mình sẽ dọn sạch cái chỗ để mình nằm trước đi. Rồi sau đó mình tính tiếp. Quét láng giò luôn. Rồi dọn dọn mấy chỗ này em xin hoạt, phải cho nó láng. Mùa này đi thì không cần lá dừa luôn. Lá cây nó rụng quá chừng. Sao láng hả? Đây. Đem miệng chài theo mà không phải để chài nha cả nhà. Len cái mùng mà đem mùng theo cũng phải đi ngủ nữa. Thấy khó hiểu ha. Còn đây nồi rồi thao son rồi đó, gạo với lại gia vị mình nêm mình ở trong này. Đó. Trước mắt thì mình cứ làm sạch sẽ chỗ anh em sinh hoạt. Này là giữa vườn bên cái đây nè, thì mình sẽ làm một cái bếp ở chỗ này để mình nấu nướng ở đây. Sẵn cục gạch cắt cái mùng làm cái gió nè. Hồi đó sẽ cắt mùng làm gió, giờ anh lớn lên nè, giờ anh cắt mùng làm gió hết ai la anh đó. Xưa không có mùng, xưa đâu phải kiếm cái mùng dễ đâu. Ngủ rồi dám cắt. Câu chuyện đó em có nghe bác Tư kể. Dạ. Em vui. Hôm nay thì anh em mình sẽ thiết kế cái gió nhỏ hồi xưa mà cô chú anh chị mình ở miền Tây đó hay làm ha. Chế lại để anh em kiếm khủng hỉnh cơm. Tiếp đây. Cắt cho anh trước đi ta. Cái gì này chạy thẳng qua luôn đây. Rồi mình làm cái bự, cái nhỏ. Bự đấy. Muốn làm cái ba lớn à.
Không, mình cắt cái này đi, rồi mình ra một miếng đi, rồi mình tích cho nó đều quá. Đúng như cắt cái viền nè, thì dài theo đây, tới đây cái gốc rồi nè, mình lấy cho nó đều. Cái mùng á, mùng này nó có lỗ nè, mình đưa lên đưa xuống nó dễ hơn cái mùng trắng rồi đó. Mùng trắng rồi đó nó mạnh mà nó dày hơn. Nghĩ đang thiết kế bếp nấu. Thì hiện tại ở chỗ này mình ủ xong hết nè cô chú anh chị. Đó. Không ăn bợ bụi mà chặt dài tàu lá dừa. Xé ra lót lụm. Kiếm cái ăn cái mặt cái đi rồi về đó, kéo cái miếng tăng để chơi xương tối ngủ. Mùa xương mới xuống. Rồi nhớ cái mùng. Hồi xưa đâu dám ngồi cắt vậy đó. Đó cắt mà hồi hộp. Ăn rồi đã đứt luôn. Sợ ăn rồi mà cuối cùng sợ cũng phải ăn. Mùng này mùng cũ cả nhà. Gách nè. Đó anh em mình tận dụng. Đó. Cháy gách tùm lum hết rồi. Để anh em nấu mình phí. Xài đồ cũ lại. Bụng gách này mà mấy tháng mũi vô nhiều lắm. Làm gì? Mình bỏ mà. Làm mấy cái nhá này đặt chơi. Cái này hồi xưa người ta 4 cái rồi nè. Là 4 cái nè. Biết rồi. Như 2 cái có không? Ừ. Yeah. Cho nó vuông góc là được. Vuông góc thì thôi. Cắt ăn thôi mình ăn. Ăn thôi mình cọp mình chỉnh á. Nhí chơi kiểu gimmick. Anh Tài với anh Trầm thì chơi kiểu hồi xưa. Để coi hồi cái gió qua đẹp nha cô chú anh chị. Gió con nhí xong nè. Này kêu bằng gió mini. Anh Tài với anh Trầm đang trong quá trình chỉnh sửa. Anh Tài anh làm giống cái nâu quá ha. Bỏ cục đất vô nhỏ nhỏ vô nữa là được rồi. Ừ. Lụm. Cô khỉ hơi ngang quá ơi. Chưa có được cái lòng chảo. Bỏ đất bự quá hồi sao kéo lên nổi. Mình làm bằng cái mồi thiên nhiên nha cả nhà. Đó. Chảo mối vụ lồng tông. Mối trên cây dừa này nó cho gà ăn. Đó, nhỏ nhỏ hay chặt mối về đập ra cho mấy con cá mà mới thả trong hầm anh Tài còn nhỏ nhỏ á. Với gà đồ ăn. Ăn dữ lắm. Mà ổ mối dưới đất gà ăn được nha. Ổ mối trên cây dừa mới được. Đây. Nghĩ rằng tỉa lấy cái con đó. Ôi ôi. Nè. Chầm thì làm cái gió vẫn chưa xong. Đập ư. Chặt ra làm hai cái đập. Lấy hai cục đập lại với nhau á. Đúng luôn đó.
chưa mấy cục cục hồi tẩy nữa. Máu cánh dữ người ta, trời sắp mưa hay sao? Quá trời mồi luôn thấy không? Ngã xuống cá luôn là cho thấy. Ừ, có lòng tông nó bu lại cho mà thấy. Chắc nhuyễn cho nó bám luôn á. Dễ dục. Quá đã rồi. Đó em khoái thì chặt mối về cho cá ăn. Vũ vũ lại cái bù lại chắc. Mấy cá mà mình mới thả trong hầm vô, 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 cả nhà. Nó còn nhỏ nhỏ. Cái chặt vậy nè, lên ngót ăn nhìn đã. Quá cỡ thôi mà. Giờ bắt đầu mình cho mồi vô cái gió này cả nhà. Cái này gọi là cái gió mini ha. Ai làm trước thì đi đặt trước. Ý khai trương. Đi qua đây quay. Rõ hơn. Ở lại kêu kìa. Kêu mà. Đây của ông Tài. Mới bỏ xuống chưa lại bắt đầu lại đó nhé. Tổng lại ăn móng một ly ấy nhưng mà. Kia nó ăn được cái nó kêu đồng đội nó lại thấy liền kìm không. Đó, mình nghĩ có vô kìa. Dở thử nhé. Vui vậy. Chục mãi con rồi coi, lên đi nhí, chục mãi con rồi kìa. Chục mãi con rồi đó. Nhí.
lụm nhí. Chục ngoài con nè cả nhà. Lục tông thì nó không có bự nha, cái này nè cũng trọng trọng rồi nè, cái này cũng khá rồi đó. Chưa có anh Tài. Này mày hồi đó nói gì nữa, không giấy cho nó vô đi, giải ngoài đó nó trâu hết á. Này mà hồi đó cái bầu nói gì nữa, hai cái đủ ăn. Bây giờ cái người đi săn bắt nó nhiều hơn số lượng cá, số lượng người đi á. Con nhí vô nữa rồi đó. Mà chưa có nhiều nha. Như bức tượng đứng động nhúc nhích cá nó nhát. Giỡn cái nó nhát hay gì ta? Anh Tài vô bụng trong rồi. Bắt luôn. Con này chó anh em mình mới kêu là ăn bóng xệ nè. Đặt sợi dây lọt đâu á, bóng dừa nó hay vô đó. Mình đi kiếm hung hỉnh. Dụ luôn. Con này kho nó nhổ mút. Ít ít lấy đũa gấp. Bên trong mình của anh Tài thấy nè. Nó quẩn quá chừng nè, không biết liềm kìm hết lòng tông này. Có lòng tông không? Không có lòng tông à? Đó đó nó vô đó. Kệ, nhiêu được nhiêu được. Ôi. Kéo 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 ơi. Cái này nhóc luôn nè. Có đá mới được anh Tài ơi. Bỏ vô. Đó. Lòng tông hủng hỉnh. Con cá này dưới quê mình không ai ăn chứ nghe cả nhà. Cá liềm kiềm á. Đó giờ chưa thấy ai ăn. Thả lại đi. Rồi, ba mẻ. Dữ thiệt. Quên hết rồi. Dở lên cái kìa. Dở lên cái. Trong món nó ướt ướt,
đỡ trôi. Cho nó ăn luôn rồi. Cả anh bắt được nhé, anh bắt. Đó, mối của mình trâu ra. Quá kìa. Không vô trong con não chứ vậy? Ăn từ từ vô anh. Kìa có cái chạy dưới kìa. Vô. Từ cho nó mê mê á. Qua đây nhí ơi. Tới chuyện như cà khịa nè. Cho nó mê mê đi kìa. Mê mê đi. Ồ quên á, để cái cục nhỏ dưới được ở cái cục á. Nó vô nó rỉa cái cục quá. Không thấy con bự gì vậy? Lên được kìa ơi, đóng ơi. Thùng. Trời, xin cái thùng đấy. Vui kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, một cái chục con. Làm tao không bự không? Rồi, còn ăn kìa. Em cái gió bự con nhí quá, kìa kìa, bắt bóng xẻ luôn. Ừ. Chơi cái này vui nè. Biết nào trắng đít thùng trời. Chưa đâu. Nhiều nó cũng phải chán thôi. Đó. Cái cày à. Bự bự không mà nó khôn ghê. Cái kìa. Bẹt. Đừng nhí miếng kìa. Đừng nhí miếng nè. Gãi xuống hả? Ý là đưa cho nhí miếng gãi. À, anh gãi xuống nhí nữa. Nó đứng hồi là ăn tại đó, ăn tại đó. Đứng cái này nó chạy ra trơn rồi đó, thấy không vậy? Đó. Thấy kìa. Khủng khiếp luôn kìa. Đó. Xanh nước giờ như cái đói chạy gì trời. Tạm thời buổi sáng ăn hoa quẹt đi cả nhà. Bây giờ cá nó khôn quá. Nó khoảng dính. Giờ mình đi lụm được. Gì vậy? Trời ơi, nhí, mình mày kiến vàng quá trời kìa. Sao nghe ổ khí vậy? Thần linh ơi. Dữ lắm rồi, đi ra đi anh Tài Thánh Phủ cho. Ở sau nhiều lắm. Vô tình lụm nguyên cái ổ luôn, nắm luôn rồi. Kìa, nó còn vũ nữa. Cái gì không chỉ nó luôn rồi. Này lấy 2 ba củ thôi mà mốt. Đây vừa đủ nấu thôi, đây vừa đủ nấu thôi. Nè, mấy củ này nó 4 5 củ nè. Một nè. Nè, đây 2 củ. 2 ba củ nữa nè. Đây 2 củ này. 2 củ này. Củ này là củ cụ nè, củ dây cái nè. Trâu xuống luôn anh ba. Nữa. Đứng nãy. Ừ, đào chó rộng nha. Ừ, cụ nó dữ nè. Thì đó. Dữ dữ lắm, gãy uổng. Thấy được dây phai này phai gì? Ồ, phai tím không phai ngọt. Phai tím là phai ngọt đó hả? Ừ. Mấy cái vụ này em không rành nè. Phai này phai tím già. Lấy củ này trước nè. Lấy củ này trước. Đây là củ bệnh kho lạnh thăm. Còn mới chiều luộc ăn. Ngọt bụng đó hả? Giá người ta mới luộc thôi chứ còn củ bự thì sao luộc. Nói đàng hoàng coi. Nói có thiếu chữ khoai vậy đó. Thì nó giá khoai ngọt. Ừ. Ở hồi xưa cứ giá khoai này luộc ăn như vậy. Ừ, thiếu chữ khoai không có được. Lên.
bị sùng nhé. Sùng. Ủa, ừ. Cũng gì, cũng phân của mình đây mà. Trời ơi, khoai này, phi tím ngon quá ha. Đừng lấy nữa nhé, rồi. Thôi nhé. Ăn sao ăn hết. Nãy em nói lấy củ này với củ nhỏ đó được rồi, còn củ kia đem ăn, ăn lỡ thấy củ này nó vừa là thấy không? Không thôi, ăn còn củ nữa nè, củ nhỏ nè. Còn cái củ đập. Nhỏ nè. Lắp lại đi. Lắp lại, để xuống. Để xuống đây, cho nó lên. Cái này là cái giấy phai nè. Ừ. Đó đó. Nó rụng xuống à. Nó lên đó, cái đó nó lên đó. Nè, có mỏng rồi nè. Ừ. Chuẩn bị mưa rồi đó. Đó, đó, đó. Cái để vô đây. Cái giá gì? Giá phai. Trồng mai ngọt, trồng cái này nữa nè anh. Trồng mai ngọt là trồng gì nè? Trồng ơi, chứ không phải là trồng đưa cái này lên, nó không có củ. Để cái mộng nè. Thì cải nó. Cái da nó còn lên nữa mà. Nhẩm gì? Rồi ôi. Nghĩ nó bắt liềm kềm ăn luôn. Liềm kềm nấu canh khoai. Liềm kềm nấu canh khoai ngọt. Nói tâm cả nhà, này chắc anh em mình khô béo đi, khô khô ăn với canh khoai ngọt nha. Rồi dưỡng sức đi, rồi đang chiều mình bứt phá ăn cho clip hấp dẫn xíu ha. Trời trời đổ vậy vậy vô hết thấy cá luôn kìa ơi. Trời công chuyện rồi. Nước mắm một cái hết biết rồi. Rồi á. Đen thui luôn. Em thấy dữ lắm nước mắm rồi đó. Chí ăn kho cá, Đài chuẩn bị nấu nồi canh. Cơm của anh Trầm xong rồi. Nhát lửa. Xíu nữa. Lên chút. Chín. Tông bún xệ. Bữa nay anh em mình đặc biệt ăn một con cá mà đó giờ chưa từng ăn. Liềm kìm. Ăn con liềm kìm luôn cả nhà. Anh Đài ăn chưa? Chưa. Liềm kìm bự có ăn chứ liềm kìm nhỏ này chưa ăn. Ừ, liềm kìm ở ngoài sông mình ăn. Ừ. Mà con liềm kìm ở trong mương thì chưa ăn. Bữa nay ăn thử thì cho biết. Mà em nghĩ với cái mực độ nước mắm này anh cũng không biết nó làm sao đâu. Anh chỉ biết nó mặn. Ừ, thôi. Vậy? Gì anh? Rồi chưa? Rồi. Nhắc xuống này anh nhắc vào cơm nên nó còn sống ăn hả? Rồi nữa rồi đó. Lẹ lấy, nhắc xuống chút xíu đi. Thiệt á trời. Nữa rồi. Sống thiệt á. Sao mà nhắc xuống đi? Kiểu nhí kìa, nhí nhắc xuống bỏ ra được chứ nó hết. Trời ơi. Trời ơi. Kêu trời rồi kìa. Rồi đó, để vô đây chính rồi. Chị sai. Gặp luôn. Quá hấp dẫn. Nó thơm. Tới công chuyện thơm rồi. Quẹt ha. Chân tươi à. Vừa nước nha nhé. Chờ tí xíu nữa nha. Chờ chút xíu đi được rồi. Ổn luôn. Cái gì nữa vậy? Mới chọc trời ơi, trời cũng bóng mã đổ kìa. Giờ cũng có cái tật là anh nước mắm vô cái gì mặn quá anh bị nước cụt. No bữa nay rồi. No cơm no canh. Cái này mặn được, cái con canh mặn ăn không có được đó. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Ai vô cái nhỉ?
mấy củ khai thấy bữa cơm cũng cũng xôm tủ quá nè, nấu sực sực anh Dầm. Ý anh Tài trời ơi nó thơm, mùi nước mắm cháy cháy cả nhà. Cái dành chảo quá, cái này tân tiến hơn nha cả nhà. Hành với tiêu quá, có hành với tiêu, có mỡ cũng béo béo nha nè. Hồi xưa thì có muối không à, xưa có muối không à. Ai mà hát dữ vậy, quá dữ cái nồi khổ quẹt. Nè anh Tài, chừa anh mới bỏ vô chanh. Mối đồ sọt đặt lên. Này thiếu tép à? Thiếu, thiếu cá lóc nữa anh Tài. Thép cá lóc thì cái gì cũng ngon. Ừ, cơm canh đơn giản đó, cho miếng tiêu vô. Thế vậy chứ cái phong cảnh này ha, mà ăn cái món này nó ngoài vườn nó ngon lắm nha. Phong cảnh này còn đẹp hơn nữa này nha. Người làm gì nữa vậy? Nữa này Tài toàn nhí. Tao luôn nữa. Cái gì nữa vậy ta? Tới nữa rồi. Vậy dễ quá. Vậy dễ quá. Giờ sao giờ dạ Tài đi. Có bạn gái nào rồi, gái làm mai cho nhí nha cả nhà, chứ giờ khịa làm. Tới nữa rồi. Rồi nhí chịu không nhí? Chịu không nhí? Chê em hả anh nhí? Rồi sao rồi? Rồi xíu vô nhí. Rồi xíu vô á. Trời nói đứt ruột không? Rồi xíu vô đây. Em chê anh, anh chê. Em gọi là chê em hả? Đấy được rồi. Làm sao vậy nhí? Rồi có chịu không? Chịu thì dở lên chứ anh đói bụng dữ lắm rồi đó. Rồi vậy người tao ăn. Đừng nào nhí nó chịu anh, nó dở anh mới được. Anh mấy em có quyền ăn cơm nha. Nhà đi anh ơi, đói lắm rồi. Dở rồi, dở luôn đi chứ sao. Vô tay, vô tay, vô tay. Nhí có vợ rồi nha. Múc múc cho bà xã ăn luôn kìa. Ông xã của anh Tài là A Chư. Chúc anh Dầm sáng ngày phức mài ạ. À, vì ăn cơm phù hộ cho anh em con chiến sinh tồn mà chúng thì là chúng ơi. Buổi chiều á, phù hộ buổi chiều à. Buổi sáng sắp tới là chúng rồi không, mà bữa nay ăn cơm ngon là nhí có vợ rồi mừng. Sáng ghê ơi. Không? Tôi đi dùng vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, mời cả nhà ăn lòng tông khô quẹt. Canh khoai ngọt, canh khoai ngọt lòng tông bốn sệ rồi thêm liềm kìm nữa. Trời ơi trời, gấp cho bà xã ăn đi chứ cái này làm sao, không lẽ là anh gấp kìa. Bà trò dữ chứ, gã dài cho nhỉ. Đúng quẹt thật sự. Ai hồi nãy chỉ rồi múc rồi, múc cho đánh giá trời. Anh yêu hả? Thôi gấp đi nè, cảm ơn anh nha. Nè ai, nè ai. Nghĩ ăn cơm luôn quá vậy nè. Kiếm này đừng nghĩ cái bài. Cái này là cái gì, hãng hàng không vậy? Buin nè em, ngọt ngọt quá trời ngọt luôn, cả nó ngọt hơn canh phải ngọt nữa. Mà anh cơm nha. Ngon không, ngon không? Ngon quá anh ơi. Thử cái lần kìm nó nấu tiêu đi. Hả? Thử cái lần kìm như này. Đây. Ừ.
Nó mặn cái gì? Nó mặn. Thịt nó dẻ hơn có một tâm nữa. Tại vì sao biết dẻ không nè? Nước mắm nó rút vô quá trời. Trời nhiều rồi, còn gì nữa. Trời lửa rồi. Có quẹt quẹt nè. Ra nè, có sợi nè. Ờ, ừ, đó, đó. Nút một cái. Tới đồng tiện rồi Tài ơi. Có quẹt mà. Cái này mày có canh ăn vô mới nổi chứ không có canh ăn không nổi đâu. Nước cục cứ cốc cốc kìa. Nhà ta có đám tiệc gì rồi nha. Nó kéo nhạc quá nhạc nhạc. Quá nhạt rồi. Ừ. Cảm này anh nó có vợ. Chư quá. À, bữa nay anh chư. Anh chư cứ vợ bởi vì hàng xóm ăn mừng phụ. Sớm ăn mừng phụ. Ăn tay, lỡ tay. Có cái sợi nằm bè. Đúng là xưa rồi đó. Thôi dẻo rồi. Có không? Ăn cái phong cảnh ngoài vườn mát mẻ rồi chú anh chị. Trời này ra vườn khỏe hơn trong nhà. Không mà bữa nay ăn cơm ngon. Chúc mừng đôi tân hôn. Vợ chồng son à? Vợ chồng son. Mà rồi tối nay hai anh em mình ngủ đâu? Anh em mình hả? À? Anh em mình vẫn ngủ đây. Người ta có nhu cầu thì người ta đi đâu chỗ nào kín đáo người ta. Mắc gì hai anh em mình phải né. Là mà không có hai anh em mình ngủ không có được. Người ta có nhu cầu anh em mình cũng ngủ không có được nữa. Nhu cầu gì kệ người ta đi đâu kín thì người ta đi. Hai anh em mình cần nhiều phải né không? Đó là chiều ngăn phòng. Cũng không được nữa. Cái này mình vẫn vui nha cả nhà. Sắp tới sẽ làm mấy cái vui vui rồi. Thật kìa lúc này thấy hơi tiếu tiếu rồi đó. Hơn quá trời luôn. Ai kêu không? Hơi quá trời hả? Xem con em ăn lẩu với cù lao đi không chịu. Tới luôn rồi. Uống nước cho nhiều nhiều chút. Trời ơi. Thật xa. Mặn hả? Mặn. Nước mắm mà cầm nguyên chai đổ ọc ọc. Nói chung bữa nay mình đi xuống sông thì mình cũng có đồ ăn nhiều hơn này. Xuống sông là dữ gan luôn á. Nhưng mà thôi. Mình trở về tuổi thơ một cái. Mình thư giãn chút xíu ha. Ở trên bờ này, đám cưới nhà... này đúng là đám cưới nhà nghèo trên đường quê luôn nè. Canh pha thì vô bài tổng của anh nói vậy còn bài à. Mặn quá không có bên này mặn quá hả? Cái nồi cơm khô ăn không thấy giật luôn. Có nửa chai chứ nhiều đâu. Nửa chai cũng 3 cốc 4. Không thấy giật luôn à. Đúng quẹt luôn. Không nhận nó khôn gì đâu. Trời giỡn cái một là chạy đi chân như vậy. Ừ. Đang kêu bằng cái láng chạy hả? À, trời ơi. Cũng được. Nó buồn ngang ra hả? Ừ. Em hồi vô nghỉ ngơi nha. Chiều chiến tiếp. Đơn giản. Mùa nắng. Chiều nay hai anh em của Danh đi đào hang với anh Chư chị Chư. Anh Chư chị Chư kìa cả nhà. Nó vui chơi cái vui chứ anh chị. Hả? Vô ạ. À? Nước mới vô ạ. À. Nó bữa nay nó mới vô ạ. À. Trời ơi, trời cái hang kìa. Hang này dữ lắm cái hang. Nó ở trong cái nó lùn kìa. Ở trong đây. Nó ngách chưa thiệt? Nè, một ngách nè. Nè.
Bên đây rồi, rồi bóng 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 cặp bên ở cặp bên đó bên đó ít có cái hang cái này nè cỏ dần dần giao rồi nhân chọn cỏ dần ấy dần đất đổ trên nó đổ xuống ô đây nghe nó luôn nó cái hang này dữ lắm với ơi trên nó như này chỗ chỗ đâu vậy đâu nó nữa đó nè thế nào khoan nó nha có hang rộng vậy có hang mọn xuống đây phải không đổ nước nữa cả nhà hồ ngự đi ót 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 kìa cảm dưới đây đang giữ nước cho chạy lên đây nước đổ nhiêu hết nhiêu cái bùng binh này lớn lắm đó xì nước vào bánh đó không dữ lắm rồi không như giờ mình nhiễm hết lúa đó luôn thôi học rồi chờ đợi ủa cây dừa này một cái dừa hai đọt hay gì anh chàng hả hai cây trời đất trời à gọi hả vậy khó khăn sao đường nó bốc hơi đổ nước hoài bởi đút cây cỏ vô được rồi nhé đụng nó chạy ra cũng gì trời tới nữa rồi đó nào tới chút nữa tới một chuyện luôn tiểu luôn à cái hang gì mà nó ăn như cái thạch động của lão chư vậy đào học hồi hết biết đường luôn cả nhà ăn đâu mà 4-5 thước tắt ukana hết hang rồi cả nhà giờ mình làm hang thứ hai đây nhé ốc gì lắm à giò cắn tử tế nha miệng ốc nó bén lắm á tới còn chuyện rồi hồi ôi trời trời nó láng này kìa ừ. Nè anh đây nè nó gà vô rồi thấy không đùng đất nè hết biết bãi đất nó đùng không có đó đó không có em này ừ. Thì đúng rồi đó trên nghĩ ngách nè miệng ốc không nhí ơi rồi dấu tích nó để lại nè thứ là chịu nổi ốc này mới ăn bữa hay bữa nay nè con này còn tươi xanh luôn nè còn nước luôn nè hang này tương lai lắm giờ mình sẽ phụ anh em mình dọn bớt lùm này để mà
giết nó nghe cả nhà. Ok ok, em tắt tắt máy em chặt cho. Trời ơi nó bóng nhỉ ơi. Hàng này là phải gỡ lại nha anh em ơi. Quá trời ốc. Mới không? Con số mới. Mới không? Kìa con đó mới tin nữa kìa. Con ngắt không? Ngắt con nó, ngắt con nó. Hai ba ngắt rồi. Ui, dọn khuỉnh đất á. Cuốn bã cỏ lại. Khui hàng đó. Năm con cái ra đi về luôn á. Đào hang này. Năm con hả? Năm con. Lộn. Năm con chục bự á. Hai con cái. Còn con ký à? Còn ký được rồi. Nó còn 5 kg 4 em chiều chiều à. Tối nay động phòng. Hai anh em mình ăn hai đùi còn nhiêu nhiều hết rồi. Ăn hai đùi thôi à? Ừ. Thôi em ăn nhiều hơn. 5 con mình 10 cái đùi rồi. Ăn vậy được rồi, còn nói gì nữa. 10 đùi trước. Ăn hồng cái đùi sau. Tính quá tính rồi. Con dài có lỗ gách bự lắm đó nha. Con à nha. Cái gì ăn cắn gì? Kiến này đất cắn. Đất mấy gì vậy? Khu này ốc quá ốc rồi. Ăn đâu rồi kìa? Thẳng vô phải không? Đây, đây ngắt. Ăn tay nhé. Đất đây đất nạc mà. Đất này mà dọn ra ha. Trồng bắp lai một cái hay kìa. Cái này đốt một cái rồi ha. Ừ. Không cái gì nó cũng trúng hết. Lùm không rồi cả nhà. Miếng đất này không ai làm nha. Hả? À? Vậy? Ra đây một chĩa. Ủa? Mày đến ăn ra đây rồi ăn vòng vô. Mình có đang có tính chỗ cho đó. Có hàng ăn vô ít không anh Trầm? Còn ăn đây nè. Còn. Ăn đây nè. Sao đọt tứ anh Trầm? Hùng hát gì tại sao? Đây đây. Cùng. Cùng phải không? Cùng. Có đất nhiễm bao nhiêu hơn đấy. Tàu gọi ốc. Dạ. Hai chân cửa tế. Vô luôn rồi. Cùng rồi. Ốc kìa. Cùng chứ. Cùng à. Cái gò à. Cùng. Bảy cái gò gì mới lớn không? Không phải cái đường tính làm nè. Ừ. Cùng á. Cùng bắt đầu quá à. Còn không? Cùng ơi, rồi vô trong. Nói chồng mi không đâu. Đó. Khui thẳng. Nạc không hả? Nạc không ạ. Nó bóng được rồi.
mới chát luôn phải không? Pha vô hang nè. Rồi nó đâu rồi? Nó kiếm vòng vòng mà đó. Không rồi trời. Trời ơi. Không mệt dữ à. Nhìn cái màu đất nó láng nè. Nó cứng dừa gì. Thấy cây chưa anh chàng? Tại nó mọt có bển á. Rồi làm thử cái hang này cái không ai được thì về tính cái chuyện khác. Ui hai người ôm kìa người này. Nói mấy sao bây giờ. Đào bao nhiêu hang chuột nó không có con nào. Ba hang đó làm tài lượng tiếng mấy đồng hồ chứ anh chị. Nhưng mà về chắc là danh sẽ rút ngắn lại. Mà ba hang chuột quéo à. Đi kiếm gì ăn? Giờ đi kiếm cá cạn ăn thôi chứ không có đường nào. Mò ốc đồ ăn đi. Sao không? Bây giờ mình đi kiếm mấy cái bún mình mò cá cặp mò ốc. Thì đừng đi lụm nấy đi ha. Đi lụm nấy mua đồ đi. Đi. Thôi. Người nào người nấy kìa, không biết trộn hả kìa. Đây hả? Giờ cứ mơ trên bờ. Nhà mưa, không có nước mưa không? Bóng không? Dạ, nước có chân này nha. Dạ. Bữa nay nước rông xì xì ấy vô nè, xì có cầm này nha. Xì có cầm. Nước làm cặp cá lóc đó nha. Ê! Có tương lai nghe, không hới kìa. Vườn nhà sáng đại đi. Có dấu cua không? Không. Ừ. Kìa cái hang trên kìa, cái hang trên này nè. Cú cú con chén rồi. Hang cùng á. Hang có nước á. Sao thấy nhỏ vậy? Nhỏ vậy, sao thấy nhỏ vậy? Biết. Thầy thấy nó bóng quá. Không hả? Hả? Thầy đi không hả? Thầy anh nó đi, anh đi lại đây cái này. Chứ cái ẹt, cái ẹt. Sao này có không? Không có à. Hang cá lóc bóng lưỡng à? Thấy đường bóng hới vô rồi. Xi lại càng xi. Một lục mấy đống gác cả nhà kiếm hang. Mương này nước mặn cái xiết cái khu gan nha. Không có ốc ăn luôn. Lương á. Đây tới tối sát bên. Tới mình chuyện nè. Nó cái gì? Tép á. Vậy á. Tép. Đây mà có tép. Em thấy bún kìa. Nếu anh bắt được ai em. Cái cạn. Không lẽ sao. Cỡ nào cũng phải gắn kiếm ăn chứ. Vậy cái trâu. Lúa luôn.
Thì giá còn ăn liềm kìm nữa mà. Cái trâu nhắm gì? Có anh nào lủi lủi không? Hai mấy chậu hai cái sạc à. Cũng như suy nghĩ cũng bắt được ba hàng chuột á, tệ tệ cũng được ba bốn con chuột cũng đỡ cả nhà. Rồi cuối cùng ra là bắt được ba hàng mà không có con chuột nào luôn. Kìa. Có hai con chuột. Anh với anh Tài á. Gớm gớm. Đủ khó khô. Ở cái bún này cái sạc nhiều ta? Thì bởi vì cạn nó gom lại á. Có nước nè. Ừ. Phải mà bể. Phải không có nước thì cò nó lụm hết rồi. Vô cò quá trời kìa. Rồi. Ôi. Mở cái sạc. Gì cái sạc nhóc luôn hả? Đây. Mày ăn bưởi. Xong ăn ngon quá lên bờ ăn thịt quá vậy đâu. Thử thách mùa hạn. Này đúng là mùa hạn thiệt nè. Mình có nóc chậu nhé. Chị lấy tàu mò tát luôn. Bông vậy? Chú thử thách này bất ổn. Hai con luôn. Hai chồng cá sạc. Hai con. Trời ơi. Cái vừa cá sạc dữ à. Ướp con nữa. Hai con nữa. Còn. Hai con nữa nè. Tới công chuyện rồi. Vô rồi. Cái vừa gần 10 cá sạc cháu á. Còn hai con nữa. Vậy hai con lại vậy hai con nữa đi, hai con nữa đi. Thế hai con nữa. Cho vừa mười mấy con cá sạc. Rồi. Ôi, vậy. Ấm đồ rồi. Rồi. Còn nữa kìa. Rồi cái phần hai trái dừa này là im rồi. Rồi nghĩ có gì không rồi nghĩ thật bài gì nữa. Hả? Trái dừa mười mấy con. Trời trời bắt trái dừa mười mấy con cá sạc. Trời ơi. Cua. Ở trong chuyện luôn. Chiên mày luôn. Ê, cái gì? Ê, đâu vậy? Ơi, trời. Thiếu sai. Bỏ lại vô đi hồi kiếm mưa nào. Nước thả. Có nước thả đó. Có niềm tin là được rồi. Ồ, cái sạc không đủ ăn nè. Chưa đủ không? Chưa. Chưa. Ê, 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 ôi. Trời ơi, cái nè. Trời ơi. Bún gì mà vô hàng gì mấy chục con cá sạc luôn. Đã đến ngồi. Thu hàng này, hàng cua rồi. Bỏ đi kìa. Giấu nè. Nhỏ xíu à. Cua ăn luôn. Giấu mới quá nè. Ăn luôn nha. Hết.
con lươn tháng khô này anh đào vô nửa cái bờ đó. Đố nhĩ con cá gì ham ăn nhất? Gì? Phải. Sai. Biết cái gì không? Hả? Cá đang mò á. Ủa ra luôn ha, vậy anh Cam. Thôi đi đi. Có cái hàng đó, anh Cam ơi. Chắc càng cao quá không? Lương đậu luôn rồi. Trời đó. Ăn chuột còn dám đào, ăn lương nhẩm vậy? Đụng vô, đụng tay nó đi xuống. Số này hai xuống vô bờ còn ngang 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 trong đi trong nó sâu lắm đây đây nè đi trong đó nó đảo mở đâu cá sặc. Chiều nay cá sặc là món chính nha anh em. Ký lô. Chuột có giờ rồi kiếm hung hỉnh ăn. Quá trời xinh non này. Cua nước kìa. Ê nó xuống rồi cái gì? Chiều nay mình làm à. Chiều nay mình làm cái sạc chiên nè. Ừ. Cái mới gạo nấu canh ha. Cái sạc chiên. Cái sạc chiên bảy chậu muối. Chiều nay cá sạc nhiều nhỉ. Ốp ốp chiên ít ít thôi. Đi vừa thôi, đừng mặn quá. Đừng mặn quá. Nó lóc lóc lên á. Mặt mình tới đây chắc cũng được nửa ký nữa. Thấy nó chạy quá trời nè. Ê cái gì bự vậy anh Trầm ơi? Đọc. Nó giận giận á, cái sạch hay vậy cái gì? Lóc cái gì không? Giận giận bự vậy. Chính chưa? Không, không phải. Lộn. Kìa nữa. Nước xuống cái này. Có đâu. Ủa, vô thịt non rồi nè. Ủa, nó dồn như cái dừa. Tấm đầu cái dừa. Cái dừa có cái dừa này nhắc luôn á. Đập tắt hết Trâm ơi. Ừ. Đó, cái dừa đó chút ra có cái sạc đó thiệt. Như vậy? Sống dừa. Nè. Còn con này, hơi nhỏ. Ở trong nó không có lỗ. Hơi nhỏ quá. Nè. Ừ. Ờ, đắp ở dưới mình xèo rồi đắp hoài. Nước nó ra vậy. Cắn cái chết tao vậy. Rồi. Xong rồi đó.
Cái gì vậy? Cái gì? Đĩa hả? Ủa mình đây có đĩa nữa sao? À. Ngâm rồi ngâm hoài. Bắt cá nè, ngâm ngon hết rồi. Mình bắt cái nhẽ đây. Ở đây là mót cho. Hả? Cái gì? Ê, cái gì bự lắm. Đây đây lên trên này nè. Đây nè, đây nè. Đó rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Chỗ. Cái này. Trời ơi. Buồn chiếu anh rồi. Vô. Trời trời. Ai cá lóc và ăn con hả ăn con? Một đống cá sạc. Ngủ gặp chiếu anh trời ơi. Có mồi rồi. Có mồi, có mồi. Đó, nó canh ngọt nước rồi đó. Ủa cá sạc lạnh trên kìa anh ta. Cá sạc chiên. Có con cá gì nữa đó. Đậu. Đậu. Để em nhí rồi. Chốc. Ngon vậy bún này. Có đâu à. Còn ngồi nước sâu. Ừ, có rồi. Có không à. Gà trên rồi. Đậu ngồi nhóc luôn này luôn đều quy quy. Đưa em đổ cho kìa. Trời ơi coi cái nè. Cái gì hả? Cái sạc có quen không đây nè. Nhóc có chân. Cái gì em tệ? Có con cá, đụng cá. Chút khủng gà luôn kìa. Cái này phải không? Còn nữa. Còn nữa. Mà cái sạc này chắc sên nha. Sên. Chúc mừng con nào sên bỏ. Đợi anh cân á. Có đâu. Nước tù quá cả nha. Cái gì vậy? Nó dính rồi kìa. Mò bên cái giò bên kia hả anh Tài? Chị Trư nè, hồi chị của anh Trư nè, hồi chắc ăn sình quá. Lão Trư nè cũng được rồi. Nhét nó đi rồi hồi ăn một mình luôn nha. Một mình luôn. Có đâu. Cái mặt nó cười cười kìa ơi. Sao giờ sao chị Trư? Dạ anh Trư gánh vậy rồi mình thử nó ha. Có lòi ra chứ. Đúng cái gì vậy trời. Ê mọi à, mọi đâu vậy? Mọi vậy. Anh bắt cái con gì vậy? Bắt con gì? Bắt con cá. Cá gì mẹ cái sạc nè. Cá. Kẹp hồ banh. Cá này nãy giờ em chưa ăn ai luôn ơi. Người dính cá phải không? Kẹp cá dính á. Kẹp đâu vậy? Ừ, vô cái nè. Trời rồi, ơi, cái luôn cá luôn rồi kìa. Khỉ kẹp con cá kìa. Đơn. Ê, trời ơi. Ngon cơm ngọt canh. Em có khỉ ở đâu. Hàng chi em thấy cái mặt cười cười. Thấy đó mặt vui vui á. Em biết nhỉ nó giấu cái gì rồi. Ôi trời bún này à, từ đây à. À, tới đây được ba em cá lóc gì ký mấy cái sạc còn cá sạc đây nhóc luôn nè thì con nào sên mình bỏ lộn. Có khi nào sên hết luôn không ao tù nè đó nghe sạc cá sạc cá đó đấy lên đi tắm rửa đi túi rồi. Giò em á. Cá mập. Giật mạnh. Giật mạnh ra sao té rồi. Giờ không nổi. Đó không nghe, đó không giờ với em thấy anh với anh thầy giờ rồi đó. Nó nặng. Thank you.
trời vừa sập tối luôn. Chiều nay mà có hai cá lóc rồi, biết sao. Nãy mần cá, mần cá sạch ra nó sên vậy. Một con sên chừng 30 con trong. Một con cá sặc mà 30-40 con sên hả? Ừ, trống trắng hết trơn vậy. Hồi nãy em chịu để lại ăn vậy. Tính ra mình ăn kiểu vậy là thí dụ như 50 con cá sặc là mình ăn tới gần 200 con. Biết làm sao? Vậy là như vậy là mình duy trì cái mùa ở sau á cho anh ơi. Sau là năm sau đâu đâu còn sên nữa cái gì. Năm sau này mình ăn cá sặc sặc rồi đó. Bữa nay hơn hai cá thì cũng chắc không có cá lóc thì bữa nay chắc ăn canh gáo má húp nước canh canh bậy à. Thấy đang ở vườn gì không cà khe còn món ruột gì ba sườn bến tre thế vừa cứ gãi xuống kho liền. Giống như thử thách, giống như cái trải nghiệm của anh em chú anh chị, mùa này lên bờ thì nó khắc nghiệt lắm. Tại vì nhiều khán giả thắc mắc, nhiều anh em cũng hỏi sao mấy anh em cứ đi mò tôm bắt cá hoài. Nói vậy đó cả nhà ơi. Nói vậy đó cả nhà ơi hả? Mùa này chỉ có dưới sông là coi như là nó đỡ đỡ. Ừ, còn lên bờ thì thôi thua. Thì nó là dòng xoay chiều mà. Nó giống như hồi sáng. ăn liềm kiềm hả? Ăn liềm kiềm luôn đó. Đó. Ừ. Mưa thì mình trên bờ cá lóc lươn, thì cua đồng, cá này cái kia cái cua đồ. Thì vì dưới sông thì mưa xuống gì hết. Ừ. Đâu còn tôm, còn cá ngát nữa. Trên bờ còn cá má, thấy nhiều quá. À, đúng rồi. Bắp chuối đó anh chị. Vô muốn cái này. Ừ. Trên bờ cũng ngon, mà cái này ngon. Không mấy giờ mình bỏ rau má đi. Bữa nào mình kiếm món khác, bữa nào làm khác. Bây giờ mình đi bẻ rồi mình có muốn mình nấu canh chua chưa? Ngô má cũng được vậy. Ngô má rửa gọi ra giờ bỏ đi. Nhiều thợ nấu. Thợ nấu canh vậy. Mới tận hồn sáng đây nói gì vậy? Mới rửa. Đây. Bây giờ mình bỏ ngô má đi. Mình bẻ rồi muốn mình nấu canh chua mình đổi món đi. Sao anh vậy vậy? Về mò ăn cái vừa chụp tối luôn. Chút xíu nữa đi xôi cua đồng ăn nữa rồi. Mùa này xôi cua đồng cần nghe. Có nước đầu sỏi. Có nước đầu sỏi. Thục hang thì mùa khô rồi, hang nó mỹ thọn. Dễ gì thục nổi. Thục nổi đâu. Bắt con cua là cực chằn ai ra khổ luôn à. Đầu đuôi cá lóc cũng nên nấu canh chứ bộ à. Giờ mình chuẩn bị đống củi. Tối nay mình đốt lửa chạy. Thấy cái chạy hoành tráng không? À, đừng sợ, mùa này không có mưa mà cả nhà. Mình chỉ che nắng thôi. Cần thoáng mát. À, chỉ giờ trời sương thôi, sao hết. Che nắng che sương mà. Cái này nhím kho rất ngon. Sáng nhím cho ăn cái hơi cũng hô hốt rồi. Dùng chút nước để mình chan tiêu rồi cá sốt mình tiêu hai con cá lóc dùng cho dao vô cái nha. Nhiều quá, mùa này cộng dài dài không à? Chất lượng. Dạ. Cộng cái quá kìa. Đấy công chuyện rồi. Không thuốc men hả? Không thuốc men. Cậu cá lóc này hả? Cá cậu ghé nó canh luôn. Từ từ.
Cái gì vậy? Dao chứ gì? Tưởng đâu còn dây neo xuồng của mình đó. Tại nó hơi dài thôi. Đồng thông kìa. Quá xa. Không, con dây này đúng là con dây neo xuồng của mình. Xích 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 cái này vô một chút xíu. Rồi để vậy sao ông uống rượu. Ừ. Dạy ngay ạ, phước mài ạ, như vậy ăn cơm phù hộ cho mấy anh em đi sinh tồn mà đừng có chạy lòng vòng như vậy nữa. Mệt dữ lắm. Vô. Vô. Dễ ngủ. Cô Lê Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mà cả nhà ăn cá lóc nấu rau má, nấu canh rau má và cá lóc kho hành. Nè. Như neo. Như neo. À cái này giống cọng dây chuyền á. Nè. Mẹ ăn đấy. Lỗng. Thôi rồi. Dao cuộn cuộn thấy không? Ừ. Nó phóng khoáng không? Ừ. 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 Mới dai vậy. Chính xác. Nó là không có răng ra không được đâu. Đúng rồi, rau thân nắng rồi bò ăn cỏ. Thằng máy mở tay gung 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 vậy mắc cười á. Không ăn cái gì ăn vậy. Sao mà bữa nay anh làm dữ vậy? Ngày ngày cái nó mỏi à mà mỏi chuyện. Chỉ thử thách bất ổn. Vì cha sơ sơ tống giam thôi. Rau má khăn nắng gì mà nó rắn dữ vậy. Rắn hả? Ăn qua kìa. Đó rồi, nó thiếu nước mà. Không nghe người ta nói hủ qua thiếu nắng là hủ qua đèo à. Nhả xác quá quê. Cứ ghé chạy hoài. Nhả xác bỏ đi. Anh Tài kìa. Điều tra sơ sơ tống da. Được. Nãy ít thì tống được. Còn này nhiều tống không nào. Đúng là có dễ. Đúng 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 đúng, đúng là Tài, Tài Tài nói như bò ăn cỏ thì. Bò ăn cỏ hay là châu ăn gom. Thế nào nó cũng vậy. Ăn cá đi. Lắm. Chiều nay mình cũng hai món luôn à. Thì tính như lắm nha, chuột chiều mình nướng rồi ha. Tới công chuyện luôn. Chuột cống để nguyên da nướng. Nhí trời trời. Anh để da anh chiên nó mới giòn nữa. Tính một cái hết biết rồi. Còn anh nói hai một bảy con về luôn à. Mày kia rồi ăn 10 cái đùi. 3 2 không có con nào hết. Tính quá tính, tính trước bước hôm qua. Dữ thiệt. Ừ. Bởi vì mai mốt đi dựng làm dựng tính trước nè. Nhưng mà tới cái miệng đó thì phải nói. Ừ. Gấp cái cọng nó thử nó mới dai nhé. Tại ngắp cái cọng dài á, nó ấy á. Nè. Đi nè. Luôn rồi. Ừ. Dữ lắm rồi. Nè. Gôm mà. Gôm mà. Ăn thử hái. Ăn ít thôi nhai thì cho tống giam cũng được. Ăn, ăn cái đó nó đắng mà. Hấp nước nó không đắng. À. Ừ. Không à, gấp không có bỏ lên mới xuống đó nghe, gấp gấp luôn à. Ừ. 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 Ăn ăn rồi lão chư. Này đúng lão chư luôn nè. Trời nhìn trời cắn từ từ ta nhai nguyên nguyên cái luôn cho nó ngon. Từ từ ăn nuốt nó nổi. Bất ổn. Rồi.
ăn như ăn như tài thiên vậy, để thánh ăn mì vậy. Trời ơi, thấy anh ăn như cọng rau mềm như trời. Nãy ta nấu thêm chút xíu nữa đi cho nó dai thêm nè. Bên đây mình đốt củi cho trái từ từ cả nha. Mà công nhận rắn luôn thì trời. Cái nước không đắng, hiện tại nói nước không đắng. Nước không đắng, nước đâu đắng được. Ăn cá lóc nấu canh đi, trời nhưỡng gì. Đó. Nhé, nhé, bắt dưới thôi nè. Nhé bắt. Ừ. Mà để em miếng cơm á. Ừ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Chư. Cùng mình cũng ăn. Cảm ơn. Ăn cho ngon đi. Cá là ngọt. Cá lóc có sền không nhé? Không, cá lóc không làm gì có sợ. Ừ. Có sạc có sợ rồi. Ừ. Ừ. Cá tết mà ngon nè. À. Ừ. À, chuột không được, ăn cá đi nha. Ừ. Thôi mày ăn cá tưởng tượng chuột đi. Dài ha. Mà... cái da nó giòn. Ừ, giòn. Bữa nay mình xin dừng chuyến thử thách 24 giờ trên bờ đây nha cả nhà. Xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà ở chuyến thử thách sinh tồn 24 giờ lần sau nha. Bye bye.